Chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại quay cái ruộng thuốc của gia đình em. Ruộng thuốc của gia đình em này nó cũng được khoảng ở chỗ ruộng này nó chỉ khoảng hơn một sào thôi các bạn. Thế thì có nhiều người thì cũng trồng thuốc và hỏi chúng em đó là khi nào thì có thể bẻ được cái thuốc. Báo cáo với các bác là trồng thuốc thì kỹ thuật nó đòi hỏi là mình cũng phải có sự hiểu biết về thuốc lào và có truyền thống trồng thì mình mới biết được là khi nào thì chúng ta sẽ bẻ cái thu hoạch. Mình cứ gọi là thu hoạch cái lá thuốc này, bên chúng em thì gọi là bẻ thuốc. Thì cây thuốc này đã bẻ được chưa các bác? Cây thuốc này thì đã thu hoạch được chưa? Đã thu hoạch được cái lá chưa? Là này. Báo cáo với các bác là chưa thể thu hoạch được. Nếu mà các bác nhìn thấy lá mà nó đã to thế này rồi mà các bác vẫn cứ bẻ thì chưa ổn. Chất lượng thuốc nó sẽ không đảm bảo đâu. Ở chỗ chúng em thì thường cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch ấy, thì các gia đình trồng thuốc bắt đầu mới đi thu hoạch thuốc lào. Và kinh nghiệm của gia đình chúng em ấy, thì khi mà những cái lá ngọn này, các bác này, nó cong, nó rũ xuống hết như hình cái ô ấy. Nó rũ vào cái lá phía bên trên này, nó cong hết. Lá nó rất dày và nó chuyển sang màu xanh xanh vàng vàng. Đấy, và nó rũ lá xuống rồi. Thì lúc này thì lá nó mới đảm bảo cái thời gian đủ độ già rồi. Thì thu hoạch như vậy thì lá nó mới đủ chất các bác ạ. Mình phải làm như vậy thì cái thuốc nó mới ngon. Chứ nhiều người thấy lá nó bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đấy. Thì cái lá gốc này nó đã chuyển sang màu vàng các bạn này. Thế là nhiều người là không biết là thu hoạch ngay. Đấy, bẻ ngay. Bẻ ngay thì như vậy thì chất lượng thuốc nó không đảm bảo được. Đấy, hút nó rất là khét. Nó rất là ngái các bác nhé. Chưa đủ độ già của thuốc. Khi nào các cái lá nó cứ phải cong các bác ạ, nó cứ phải cong hết các bác nhé. Nó cong hết. Tất cả nó đều rũ xuống. Như vậy thì thuốc của chúng ta nó mới đảm bảo đủ cái thời gian. Nó đủ thời gian thì chúng ta mới mới thu hoạch, mới bẻ. Đấy, các bác bẻ những cái lá này về này. Sau đó thì sẽ dọc cái lá này ra. Rồi sau đó thì xếp vào cuộn để làm cuộn đến các cuộn thuốc và cho vào cầu thái thuốc để mà thái. Đấy. Làm rất vất vả các bác nhá. Vâng. Chào các bác nhá. Cảm ơn các bác. Các bác quan tâm thì đăng ký kênh giúp em và chúng em sẽ cho ra những cái clip tiếp theo nói về thuốc lào. Các bác quan tâm thuốc lào thì cứ đăng ký kênh của Thuốc Lào Nguyễn Gia của chúng em. Vâng, chào các bác nhá. Cảm ơn các bác.